Công Phượng. Công Phượng chuyền bóng hơi non. Rất tiếc đã có một tình huống phản lưới nhà. Đó là tình huống phản lưới nhà của Hoàng Lâm. Từ một tình huống chơi bóng bổng của đội bạn thì hậu vệ của chúng ta đã lúng túng phản lưới nhà. Đó quả là một điều hết sức đáng tiếc. Cú đánh đầu